Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người đến với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hòa Zone. Bây giờ thì đang là ngày 28 tháng 9 năm 2020 rồi, vừa bước qua thôi. Bây giờ là 12 giờ đêm và tôi cũng vừa mới về nhà được một khoảng thời gian rất là ngắn và chưa kịp gọi là thay quần áo hay là tắm giặt gì cả. Nhưng tôi phải làm ngay cái video clip này để cập nhật cho các bác những cái thông tin cực nóng liên quan đến nhiều nhân vật cộm cán mà các bác sẽ biết ngay sau đây. Các bác nào đã theo dõi kênh YouTube Trang Trang TV từ lâu rồi thì không thể không nhớ tới cái vụ án của ông Nguyễn Đức Chung, cái vụ án mà tôi cực kỳ quan tâm và cũng đưa ra nhiều những cái suy luận và những cái nhận định. Trong đó có đôi lần tôi cũng đã chia sẻ với các bác rằng là cái vụ án của ông Đức Chung ấy liên quan đến Nhật Cường, một số cái sai phạm ấy, thì nó quá là bé, nó không có gì đáng kể cả. Và lấy một cái sai phạm đó ra thì phải nói rằng là ông Đức Chung là cái người gì đó mà mình sẽ bàn sau. Thế tuy nhiên ấy, từ đó ấy, tôi có đưa ra một số cái suy đoán và nhận định là liên quan đến hệ thống nước sạch của Hà Nội. Thì các bác nào không thể không quên được rằng là tôi có đôi lần nhắc tới nhà máy nước sạch sông Đuống và cụ thể vừa của bà Đỗ Thị Kim Liên, đó là gọi hay còn gọi là Sắc Liên, nghĩa là cá mập. Tại sao lại gọi là Sắc Liên? Bởi vì là bà ấy tham gia cái chương trình gọi là Sách Trăng mùa 3 và bà đóng vai trò là nhà đầu tư chính. Thì báo cáo với các bác rằng là cái tên này là cái tên cực kỳ nổi tiếng. Nói về bà Sắc Liên này thì có thể nói rằng là rất nhiều những tờ báo ca ngợi từ trước đến giờ. Ở trong đó thì bà ấy là người gọi rằng là người sáng lập và người tạo nên một công ty bảo hiểm rất nổi tiếng của Việt Nam, đó là bảo hiểm AAA, ba chữ A, và sau đó thì bà thoái vốn của cái vốn bảo hiểm đó và làm những cái lĩnh vực khác liên quan đến đầu tư tài chính. Nhưng mà đến năm 2013 thì bà ấy lập một công ty về nước sạch và đó chính là công ty Aqua và chính là nhà đầu tư của nước sạch sông Đuống, rất là nổi tiếng trong cái thời gian mà ông Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch. Tại sao cái nước sạch sông Đuống này lại nổi tiếng đến như vậy? Và trong cái công văn mà các bác có thể là thấy ở đầu video clip ấy, tôi đã chia sẻ ấy, là một cái tài liệu rò rỉ ra, trong đó cục C03 là cục phòng chống tham nhũng gửi một cái công văn cho bên phía của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và yêu cầu rằng cung cấp những cái thông tin, những cái tài liệu liên quan tới nhà máy nước sạch sông Đuống. Và ở trong đó các bác có thể thấy rằng là có báo cáo với Thứ trưởng Bộ Công an là Nguyễn Duy Ngọc. Cái câu chuyện nhà máy nước sạch sông Đuống nó nổi lên ấy, thì nó gồm có mấy cái lý do chính sau đây để tôi chia sẻ với các bác. Cái lý do thứ nhất là cái vốn đầu tư của nó. Đó. Và cái lý do thứ hai là cái giá nước sạch mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gọi là tạm tính, đấy là một cái sự sai phạm và phải nói là rất là nghiêm trọng, bởi vì nó sẽ gây thất thoát rất là nhiều. Tại sao tôi nói chia sẻ với các bác như thế này? Giá nước bình quân thì chỉ có khoảng vài ngàn đồng cho một mét khối thôi. Thế tuy nhiên ấy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dưới cái thời của ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thì trong cái dự án nhà máy nước sạch sông Đuống thì đã lấy một cái giá tạm tính là cái giá là 10.200 đồng, hơn 200 đồng một tí, nghĩa là xấp xỉ là 10.300 đồng vào cái giá tạm tính để mà làm cái dự án nước sạch sông Đuống mà Sắc Liên là chủ đầu tư. Chính nhờ cái giá tạm tính này mà cái bà Liên ấy, bà Sắc Liên đấy có cái căn cứ và có cái sở cứ để mà vay vốn ngân hàng. Thế cho nên là toàn bộ những cái vốn để mà làm nhà máy nước sạch sông Đuống thì hầu như là vốn vay, và cái số vốn nó lên tới là 5.000 tỷ đồng. Báo cáo các bác, tôi nhắc lại một lần nữa, cái số vốn đó là 5.000 tỷ đồng. Và cái giá mà Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tính là 10.000 bao nhiêu đồng đấy. Thì các bác thử tính cho tôi một cái bài toán nó rất là đơn giản như thế này. Nếu như người dân không chịu dùng cái gọi là không chịu dùng nước sạch sông Đuống với cái giá cao như vậy thì đương nhiên cái Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ phải bù cái giá đó bằng ngân sách nhà nước để đảm bảo cho cái dự án của nhà máy nước sạch sông Đuống. Và như thế, ví dụ như là bán với giá 5.000 đồng thì nhà nước sẽ phải bù vào đấy khoảng hơn 5.000 đồng nữa. Thì có nghĩa rằng là cái tiền thuế của nhân dân, các tiền của ngân sách sẽ chảy vào nhà máy nước sạch sông Đuống.
Và như thế nó sẽ chảy vào điều đó thì tôi cũng không tiện bàn luận ở đây. Đó. Và cái việc này thì bên phía của cục C03 chỗ Đại tá Long và chỗ Thứ trưởng của Bộ Công an là anh Nguyễn Duy Ngọc sẽ điều tra cực kỳ kỹ về những cái sai phạm, những cái dấu hiệu như vậy. Đó. Đấy là cái vấn đề thứ nhất về về cái giá nước, về cái giá nước. Và nếu không cẩn thận nó sẽ làm rằng là tiền của dân, tiền của nhân dân là sẽ đi đâu đó một cách không cần thiết và bị sai sai pháp luật. Và cái việc này nó giống như kiểu là dùng một tay không để bắt giặc. Bản thân bà Jacqueline cũng nhờ đó mà bà đã bỏ ra một số vốn nó cực kỳ ít để có thể làm cái dự án này. Đó. Một cái vấn đề nữa nữa mà tôi muốn chia sẻ với các bác rằng ấy, các bác không thể nào nhớ nghĩa là quên được. Đó. Quên được cái sự việc mà cá chết rồi là đổ nước thải. Đổ nước thải. Nhiều bác comment bên dưới tôi rằng là tại sao không nói về cái vụ này, thì báo cáo với các bác rằng là khi nói thì ta phải có sự cứ, phải có chứng cứ. Nhưng rất nhiều người bao gồm cả những cái cựu lãnh đạo cấp cao ấy, khi mà chia sẻ với tôi ấy, thì cũng nói rằng là cái việc này giải quyết đến đâu, người đổ đấy là như thế nào, mục đích ra làm sao, rồi là điều tra khởi tố họ hay là quy định phạt viết thế nào thì phải thông báo cho nhân dân được biết. Thế tuy nhiên ấy, khi bắt được cái người đó và khi lưu giữ được cái một số cái thông tin đó thì hầu như là cái sự việc nó chỉ dừng ở chỗ đó thôi và không được thông báo. Và tôi cho rằng là cơ quan nhà nước hay chính quyền là làm chưa rõ cái việc này. Và tôi hy vọng rằng là sau khi điều tra cái việc này của bên cục C03 thì bên chỗ của anh Long với cả bên chỗ thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc sẽ thông báo cho nhân dân được biết rằng cái xử lý cái vụ này đến đâu và có cái sự liên can nào đó từ cái vụ đổ nước thải này với cái nhà máy nước sạch sông Đuống hay không. Mà nếu cái sự việc này nó thành sự thật thì rõ ràng rằng là nó là một cái sự không thể nào nói được, với sự nham hiểm và với sự gọi là bất chấp cái đạo đức, bất chấp cái tư cách để làm ăn. Và như thế thì cả quan cả dân đều không ổn, cả quả quan với cả doanh nhân đúng không, thì đều không ổn một chút nào. Thì cái ở đây là tôi chia sẻ với các bác về hai cái khía cạnh đó để các bác có thể thấy được rằng là khi chúng ta nhìn vào nhà máy nước sạch sông Đuống, chúng ta nhìn vào cái thời chủ tịch nước Trung thì chúng ta mới thấy được rằng đó là một cái sai phạm. Và cái số tiền này nó là cực kỳ lớn, nó lên tới 200 triệu đô la cơ mà. Và các bác rằng 200 triệu đô la nghĩa là 5.000 tỷ đồng, 5.000 tỷ đồng nha các bác nhé. Đấy, cho nên ấy, cái số vốn này, cái số tiền này nó đủ đủ lớn để làm gì đó. Cái điều thứ ba ấy, tôi muốn chia sẻ với các bác rằng ấy, khi mà sách Liên ấy, cái bà Liên đấy, bà ấy khi mà quảng bá về nhà máy nước sạch sông Đuống thì bà ấy luôn luôn nói rằng đây là công nghệ của Đức, rồi là công nghệ nọ kia, tất cả mọi thứ. Và xin báo cáo với các bác rằng ấy, cái công ty gọi là Dutchland AG gì đấy của ông Lê Toàn chính là chồng của bà ta ở Đức, và cái công nghệ đó là công nghệ của anh chồng của bà đấy, và cái anh chồng bà đấy cũng là chủ gọi là nghĩa là thầu chính xây dựng cái việc này. Có nghĩa rằng là Sách Liên thuê chính chồng mình để làm cái nhà máy nước sạch sông Đuống. Vậy là tiền gọi là chảy từ túi vợ sang túi chồng và từ túi chồng sang túi vợ, hiểu vậy. Đó là một cái gì đấy nó gọi là mập mờ và nhập nhèm về cái công nghệ, rồi là về cái dòng tiền ở đây, về cái sự quảng bá ở đây. Vậy mà ở trên trên truyền hình bà Sách Liên nói rất hoành tráng, bà Sách Liên chia sẻ rất nhiều thứ về thành công, nhưng mà tôi không thấy bà ấy chia sẻ cái thành công chính của bà ấy bằng cách nào để bà để làm được những cái điều và chứng tai ngay mắt như vậy. Và cảm ơn các bác rằng đấy là điều thứ ba tôi muốn chia sẻ. Một cái điều tuyệt vời nữa đó, mà cái điều cực kỳ kỳ dị nữa thì tôi báo cáo với các bác rằng đó là cái điều khủng khiếp, đó là khi cái sự việc mà một số báo chí đã lật lại cái vấn đề này và cảm thấy rằng là nó có một cái gì đấy nó sai sót, nó có một cái gì đấy nó chưa đúng lắm, thì Sách Liên một cách âm thầm và thoái toàn bộ vốn, là thoái cái số vốn của mình tại nhà máy nước sạch sông Đuống. Và các bác thử tính cho tôi một chút như thế này, bà ấy thoái và bán cho ai, thoái kiểu gì và bán cho ai. Có nghĩa rằng là 34% cổ phần của bà đấy đã thuộc về một cái tỷ phú người Thái Lan, người Thái Lan đấy các bác nhá. Và ở đây cái việc thoái vốn này tôi sẽ có mấy cái câu hỏi để mà một số cái giải nghĩa để các bác thì thấy rằng là nó như thế nào. Thứ nhất về cái việc thoái vốn này thì báo cáo với các bác rằng tôi có những cái video clip nói về cái việc mà những ngành an ninh
cái ngành mà chúng ta không thể này không thể nào để nước ngoài tham gia vào được cái việc này, bởi vì liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh lãnh thổ. Tôi chỉ lấy ví dụ từ cái nhà máy nước sạch sông Đuống đấy, có một vài cái gì đấy, cái chất nào đó nó xuống thì bao nhiêu triệu dân Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng. Đó là lĩnh vực an ninh quốc gia, không phải để ai cũng làm được việc này. Thế cho nên là toàn bộ cái nhà máy thì Việt Nam mình nên sở hữu bằng người Việt Nam và có cái sự quản lý rất là sâu sát của nhà nước, chứ không phải là không. Đây là một lĩnh vực căn bản và chúng ta không thể nào để cho nước ngoài làm việc này. Thế tuy nhiên rằng 34% vốn cổ phần đã thuộc về nhà đầu tư Thái Lan và một cái bà nữ tỷ phú rất nổi tiếng như thế. Một cái điều thứ hai nữa thì tôi báo cáo với các bác rằng là cứ cho rằng là cái gọi là cái nhà máy nước sạch sông Đuống đó với cái số vốn 5.000 tỷ đó là tiền của bà Sắc Liên bà bỏ ra đi chăng nữa, thì chỉ trong vòng có một năm thôi bà bán 34% vốn cổ phần là bao giá bao nhiêu tiền. Thì báo cáo với các bác rằng 34% cổ phần đó nhà tỷ phú người Thái mua với giá là 2.000 tỷ. Tôi lại xin nhắc lại với các bác một lần nữa, đó là số 2.000 tỷ. Và 2.000 tỷ này là thế nào? Nếu các bác làm phép toán đơn giản như thế này, 100% của cái vốn đầu tư của nhà máy nước sạch sông Đuống là 5.000 tỷ, thì tương ứng rằng là 10% thì sẽ là và là 10% thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 500 tỷ, đó. Và 20% thì sẽ là 1.000 tỷ. Và 30% thì sẽ là 1.500 tỷ. Và 34% nó rơi vào tới 1.600 thì đấy. Thế có nghĩa rằng bằng một cách rất là đơn giản thôi, bà đã bỏ túi vài trăm tỷ trong cái việc này. Và đặc biệt rằng nếu mà cái số vốn nó đó nó hoàn toàn là số vốn vay ngân hàng, và cái số vốn vay ngân hàng đó là dựa theo cái giá tạm tính của nhân dân thành phố Hà Nội, thì đây phải nói rằng là một cái thương vụ ngoạn mục, một cái thương vụ khốc liệt. Người ta không bỏ ra một cái đồng nào, người ta không bỏ ra bất cứ một cái thứ gì, mà người ta chỉ bỏ ra một cái gì đó là cái sự quan hệ, đó là cái chữ E mà người Việt Nam ta hay nhắc đến nhau, năm cái chữ E. Mà chữ E quan hệ này nó rằng là biến không thành có. Đây chính là từ mà tôi muốn chia sẻ với các bác là biến không thành có. Và ở đây mặc dù là đang ở trong chưa phải là giai đoạn khởi tố điều tra, cũng chưa phải là giai đoạn truy tố, cũng chưa phải là giai đoạn gì đấy, nhưng báo cáo với các bác rằng với cái công văn này, nếu mà là công văn này nó là sự thật mà khi tôi trích dẫn ở trên diễn đàn của tôi fan thì không thể nào không gọi tên Sắc Liên vào lò, không thể nào không gọi tên ông Lê Toàn vào lò, và không thể nào không gọi tên một cái sai phạm nữa của ông Đức Trung, và không thể nào không gọi tên hai cái nhân vật phó chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Thế cho nên ấy mới nói rằng là những cái thứ như thế này, khi chúng ta làm cái gì, chúng ta làm vì dân vì nước, làm vì cộng đồng, vì một cái tâm, nó làm bởi một cái tâm chí công vô tư, thì kể cả có sai đi chăng nữa, có thể 1-2 ngàn tỷ sai phạm đi chăng nữa, không phải sai phạm mà có thể là thất thoát đi chăng nữa, bởi vì mình quyết định nó không đúng thời điểm, nó không đúng gì đấy, nhưng bản thân ta không được lợi cái điều đó, bản thân gia đình ta không được lợi cái điều đó, bản thân gọi rằng là có gì đấy đó, thì nhân dân cũng rất dễ dàng thông cảm. Bởi vì anh cũng vì dân vì nước, anh cũng vì cái chí công vô tư mà anh làm, nhưng bởi vì có thể là cái chữ tài của anh nó chưa đủ lắm thì người dân mới thông cảm thôi. 10 vụ thì có thể rằng là 10 cái dự án lớn mà thành công được 8 cái là tốt lắm rồi, mà 2 cái người dân sẵn sàng bỏ qua cho, bởi vì rằng anh không có một cái động cơ bất minh nào trong đó. Thế nhưng nếu có động cơ bất minh thôi thì kể anh làm 1.000 vụ mà 999 vụ anh làm tốt, còn 1.000 vụ anh có động cơ bất minh thì việc này cũng không được. Thế cho nên đấy, người ta cần một cái người trong sạch hoàn toàn, một cái người không dây mơ dễ má gì, và một cái người không có một cái gọi rằng là có một cái vẩn đục ở trong cái tâm thái của mình thì mới thật là tuyệt vời. Thì nó sẽ cân bằng của ba cái chữ T mà tôi hay chia sẻ với các bác, đó là chữ tâm, chữ tài, chữ tầm. Và đợt này thì ông chủ tịch mới của chúng ta là ông Trung Ngọc Anh cũng đã gọi là nắm quyền thủ đô Hà Nội rồi, thì tôi hy vọng rằng là ông Trung Ngọc Anh sẽ hợp tác rất là tốt với bên của Bộ Công an và cho ra những cái sai phạm đó thật là rõ ràng, thật là minh bạch, và trả lời cho nhân dân biết rằng là cái sai phạm đó đến đâu và ai là người phải chịu trách nhiệm. Và từ đó chúng ta thì đã có một gì để thanh lọc cái đội ngũ
để những người thật sự có tài, có tâm, có tầm, người ta sẽ ngồi những vị trí đó và người ta làm thật là tốt cho người dân thành phố Hà Nội, cho người dân thủ đô Hà Nội và thậm chí là cho bản thân tôi nữa. Thì tôi rất là hy vọng cái điều này. Đây là cái video clip mà tôi làm vào buổi đêm và cố gắng chia sẻ với tất cả các bác. Tôi xin chân thành cảm ơn các bác và chúc các bác một ngày mới buổi sáng rất là vui vẻ, hạnh phúc.